Kinh Tam Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tùng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Con người do tập hợp của năm âm mà có lại không có thực ngã sinh diệt thay đổi không ngừng. Hư ngụy và không có chủ quyền để trong khi đó tâm ta lại là một nguồn suối phát sinh điều ác, và thân ta là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quang chiếu như trên thì dần dần thoáng được cõi sinh tử. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng lầm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sự, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái. Điều thứ ba là giác ngộ rằng vì tâm ta rộng ruổi chạy theo danh lời không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép trí túc, an vui sống đời đàm bạc để hành đạo, và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. Điều thứ tư là giác ngộ rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo phá dặn phiền đạo hàng phục bốn loài ma và ra khỏi ngủ cụ của năm âm và ba giới hề. Điều thứ năm là giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh tử. Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng phải học rộng biết nhiều phát triển trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn.
Điều thứ sáu là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sinh ra nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân sầu. Các vị Bồ Tát biết thế cho nên chuyên tu Pháp Bồ Thị, coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai làm ác. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng năm thứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiệm theo cái vui phàm tục, thường quan niệm rằng tài sản của mình chỉ là ba chiếc áo ca sa và một chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khi rằng ý nguyện xuất gia của mình là sống thánh bạch để hành đạo, giữ phạm hành cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp sự với tất cả mọi người. Điều thứ tám là giác ngộ rằng vì lửa sinh tử cháy bừng cho nên mọi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên ta phải phát tâm đại thừa nguyện cứu tế cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt khởi niềm vui cứu cánh. Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của các bậc đại nhân Bụt và Bồ Tát. Những vị này đã tinh tấn hành đạo tu tập từ bi và trí tuệ, đã cưỡi thuyền pháp thân đến được bên Niết Bàn, khi trở về lại cõi sinh tử độ thoát cho chúng sinh. Các vị đều dùng tám điều giác ngộ ấy để khai mở và chỉ đường cho mọi người, khiến cho chúng sinh ai cùng giác ngộ được cái khổ của sinh tử, lìa bỏ được ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh. Nếu đệ tử Bụt mà thường đọc tụng tám điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh tử, thường trú trong sự an lạc. Đây là kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân, của các vị Bụt và Bồ Tát, mà những người sống theo Bụt, những vị tu sĩ thường đọc tụng
quán niệm mỗi ngày để nhắc nhở mình. Đây là bản kinh mà quý vị nên nghe và nghe nhiều để hiểu sâu, để nhớ sâu quan điểm thái độ sống và hành xử được gói tròn trong 8 điều mà Bụt đã dạy cho đệ tử của người, những bậc thánh tăng, những vị Bồ Tát, những vị tu sĩ trải dài 2000 năm qua học theo con đường của Bụt đều ghi nhớ và thực hành để trở nên những người có ích, có lợi cho con người, cho rộng rãi quần chúng, cho xã hội.